Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Cô gái đòi cấp tiền mới yêu, tiếp tục gây sốc khi tuyên bố ăn cua phải có người bắt vợ. Hết đòi người yêu phải chu cấp tiền bạc, Đông Minh cũng là cô gái có gu ăn uống khá cầu kỳ. Sau khi tập của Gamso ghép đôi thần tốc được lên sóng, cái tên Đoan Minh trở thành hiện tượng được truy lùng khắp các diễn đàn. Tất cả đều cho rằng nhân vật nữ đang quá tự đề cao bản thân, thực dụng và có những phát ngôn gây tổn thương cho bạn nam đối diện. Nguyên nhân bởi vì cô gái 26 tuổi này tự tin đưa ra gu đàn ông lý tưởng. Đó phải là một anh chàng đẹp trai biết chiều chuộng, sẵn sàng chu cấp tiền bạc để phục vụ mục đích mua sắm, đầu tư chứng khoán. Đặc biệt, cô rất phản đối việc sống chung nấu ăn và chăm sóc cho gia đình chồng nếu không thỏa mãn các điều kiện trên thì sẽ lập tức nói lời chia tay không chỉ bình luận dưới clip nhiều người còn vào trang cá nhân để công kích đoan minh bằng những từ ngữ xúc phạm miệt thị ngoại hình cô nàng đỉnh điểm mộc rút anti với hàng trăm thành viên được lập ra tại đây một số tài khoản đã phốt đoan minh nợ tiền bạc nói xấu bạn bè trước những ồn ào không dứt đoan minh chia sẻ mình biết có group anti nhưng mình không xem. Hồi xưa mình từng tham gia một cái TCV. Công minh góp ý cũng có, chửi bới cũng có. Lúc đó thì mình khá tổn thương. Sau này thì mình thấy khác. Mình đã chia sẻ rằng mình không phải hot girl, không hoàn hảo và cũng không đòi đi kiếm người yêu hoàn hảo. Mình không nấu cơm nhưng sẽ rửa chén. Mình cũng có nói rồi đâu phải mình đòi ăn không, mình biết là cách truyền đạt của mình không đủ tinh tế và quá thẳng thắn nên đã gửi lời xin lỗi đến bạn nam và gia đình. Cô nàng cũng thẳng thắn nói về việc bị bạn thân cũ bốc mẹ. Mình và bạn đó đã không còn chơi với nhau lâu rồi. Khi người ta muốn nói thì người ta nói, mình cũng không thể giải thích hoài vì nói qua nói lại là nói như một cuộc chiến luôn. Không chỉ bị soi trên sóng truyền hình, mọi nhất cử nhất động của Đoan Minh trên mạng xã hội đều trở thành tâm điểm. Đúng như lời giới thiệu, nhân vật nữ có gu chụp ảnh khá đẹp, thường xuyên check-in tại các nhà hàng sang trọng. Thế nhưng ăn uống của cô gái này không hề đơn giản. Cụ thể trong một bài viết vào năm 2019, Đoan Minh cho biết mình có sở thích ăn cua. Tuy nhiên, điều kiện người kế bên phải làm nhiệm vụ bóc vỏ giúp nghe tới đây ai nấy đã phần nào hình dung được cốt cách tiểu thư e lệ như thế nào rồi nói thật là mình thích ăn cua lắm nhưng với điều kiện là phải có người kế bên cầm kìm đập và gỡ vỏ mới ăn được nhé hồi xưa không ai làm cho là chỉ biết tao và cua nhìn nhau nghẹn ngào nhưng méo say đắm không nói với nhau một lời rồi ngồi vật lộn thấy bà với ẻm mình còn không biết mình với nó lúc đó ai chết trước dù mình biết là nó vô nồi nó chết trước, nhưng mình thích viết ăn vạ vậy đó hù hù đoàn mình viết. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.